Không có bật thôi mọi người. Đây là chị Đăng Ký, đang làm bất động sản. Cái này là ký không? Không nằm đâu. Các bạn tầng 3 sử dụng để làm nhà kho. Đây là thoát hiểm đây, có cửa mở ra để thoát hiểm. Trên này có vệ sinh để đâu nhỉ? Nó không có hai sinh.